Hello nha, chào mọi người nha, chào quay trở lại với channel mà mình nha, từ đường phố đây mọi người nha. Xin chào anh em game hay tài chế mình từ đường phố đó các bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chúc vào video cho anh em xem video vẹn like, share, thay đăng kênh đăng ký phải xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì cũng chung chẳng biết nói gì anh em, đó chúng ta vừa mất 50 thùng bia. Mặc dù tôi đã có lên video thông báo anh em phải quay xe bẻ lái các kiểu cũng như là đã kêu gọi các bạn, nhưng mà biết sao giờ anh em cứ vote theo ý mình thì tôi cũng chẳng biết nói sao anh em. Đó thì hiện tại chúng ta đã mất quà. Nó không sao anh em, dù sao thì cũng khá là vui mừng khi chào đón vị tướng mới anh em, vị vua ban ngày. Izuzashi anh em, đó. Ok, giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi điểm qua sự kiện tuần mới để xem tuần này chúng ta có gì đặc biệt cùng với sự kiện tướng mới anh em nhé. Đây thì hôm qua thì tôi có video cập nhật về tướng mới và cập nhật qua đe quả cốt tướng mới rồi anh em. Không biết phần giờ có 4 like xe thứ đủ rồi. Thật sự khá là buồn nhưng mà chúng ta không lấy được 50 thằng bia của Lamy anh em, vẫn hơi cay. Thôi bỏ đi các bạn. Ok, tuần mới này của chúng ta có chuỗi sự kiện tuần đó là Izuzashi. Ủa? Bữa đây không có đường link vào sự kiện à? Ô, trang chủ. Trang chủ không? Nếu mà ủa quát. Và lên trang chủ có luôn anh em. Ô kìa, Nami đùa. Thế à, chắc điểm qua sự kiện đây thôi anh em. Đây chuỗi sự kiện mới cùng Nami chào đón vị tướng mới đến huyền thoại, đặt thêm một thành viên của kiểu hồng bao huyền thoại, công tước Izuzashi cùng chuỗi sự kiện tuần này. Chúng ta có thời gian bắt đầu 10 giờ ngày 13 tháng 5 đến 9 giờ ngày 20 tháng 5 anh em nhé. Chuỗi sự kiện mặc định chiêu mộ 4 vòng, cốc bia 4 vàng, thùng bia xung quanh 4 vòng. Mỗi lần chiêu mộ hoặc quay vòng quay, bạn sẽ nhận được một điểm tích nú để thuyền trưởng có thể đổi quà tương ứng phần quà nhân phẩm anh em. Các sự kiện khác liên quan thì chúng ta có shop hiệu danh S, shop cỏ 150 thùng bia anh em, cửa hàng tín vật hải tặc, kho báu huyền thoại, tích nạp đua tốp, đổi thuyền viên. Ở đây không ghi rõ thuyền viên 6 sao hay là thuyền viên 10 sao anh em. Triệu tập hải tặc. À, tuần này chúng ta triệu tập hải tặc anh em. Lại có đăng nhập quán bi khiêu chiến Akalu Boss à. Chiến trường anh em, kim tự tháp quán bi, thu thập nhân phẩm, truy nã hải tặc, chiêu mộ đại hải tặc, chiêu mộ đặc biệt, xuồng quay thức tỉnh, nạp liên tục, nạp x2 hoạt động. Ba rồi nhá. Ủa kìa. Chúng ta có khiêu kìa, cái máy tôi đây nhìn ủa cái nhỉ. Chúng ta có khiêu chiến Akalu, không biết là boss hay gì anh em. Chiến trường thì chắc chiến trường lại được 40 thùng bia các kiểu rồi anh em. Nói chung thì nghe chừng cũng được các bạn. Yeah. Ngon lành ngon nhá. Ok anh em, đó toàn bộ thông tin về sự kiện tuần mới này anh em. Ngoài ra thì về mặt cốt thì hiện tại trong kênh đang có một cái event tặng 5 code sự kiện Gosu mới. Anh em nào chưa tham gia thì vào xem và tham gia. Ok. Đó là cập nhật qua phần quà cốt của sự kiện tuần mới anh em. Đó. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chiến game anh em, xem là còn nhiệm vụ nó chưa làm được không. Đặc biệt là thần thú này anh em này. Thần thú này mở đánh thì phải, đúng rồi anh em. Sát thương thì phải chí mạng à. Chí mạng chỉ có Kata thôi anh em, chứ đâu Sanji thì không chí mạng được. Đánh boss phát các bạn. Nói chung thì hôm qua thì một pha bẻ lái Okua của anh em hơi bị lệch các bạn. Mặc dù đã có lộ cả thông tin sự kiện tuần mới cũng như các thứ cho anh em rồi, và đã thông báo đầy đủ, kêu bảo anh em rồi, comment đầy đủ, kêu gọi hết rồi. Thế nhưng anh em lại không nghe. Không một ông nào nghe tôi hết cả. Thành ra giờ không có quà, buồn ghê luôn á. Tấn công nào. Đã thế bây giờ anh em lại quay sang. Ui, biết mình không nói, tôi lên cả video thông báo rồi. Buồn ghê luôn. Không sao anh em, đó chúng ta có một phần quà của tướng mới nữa các bạn. Vô săn nha anh em nhé. Vô nhanh tay anh em cùng nhau chúng ta chung sức để mà săn các bạn. Chúng ta còn sự kiện tướng mới anh em. Ồ, đam hơi yếu hơn ạ. Top 1 đó, ok. Uầy, đùa à? Ông kia chưa gì đã đam cũng thế. Rồi
23k rồi anh em. Đây mình mua 6.000, chịu rồi. Ok xong này. Tổng bộ. Bây giờ nhiều quá rồi mà chưa làm được anh em. Đó. Đúng như vụ 6 sao luôn, chán rồi cho đi làm hết giờ các bạn. Và cứ bình tĩnh các bạn nhá. À hôm nay có cả luyện tập à? Thế thì phá đảo luyện tập thôi anh em. Thôi, giờ tranh thủ đi phá đảo luyện tập các bạn. Với tem này thì phá thừa các bạn nhá. Riêng tem nào không biết anh em, nhưng riêng tem này tôi thì phá thừa luôn các bạn. Đấy. Meta mới rồi anh em, lên meta hiện tại mạnh luôn á. Nhưng mà đang bảo ngày mai thêm công tước Iza. Iza gì? Quên. Iza ra đâu? Iza si à? Inazashi à, thì đây anh em thì không biết là có thể thay đổi được meta không anh em, đặc biệt là với skin mới anh em, nghe chừng cũng hơi bị hấp dẫn đấy, mai phải test mới được các bạn. Tướng mới tấn công bằng công các bạn nhá, và đặc biệt là cho nó khả năng khống chế khá là ok, nói chung thì cũng vui rồi. Tuần này ra thì hôm nay là mười mấy nhỉ, hôm nay là mười xem nào anh em, tôi check xem nào. Đây là 13. Đây là 13 tháng 5. Ôi thế còn chán. Đúng 3 tuần nữa anh em, 3 tuần nữa thì rơi vào 1 tháng 6. Bởi vì theo thông tin biểu biết mới nhất thì là mùng 1 tháng 6 chúng ta sẽ có một vị tướng vô cùng hot sẽ đến với Huyền Thoại Hải Tặc. Theo cá nhân tôi nghĩ thì khả năng là Luffy hoặc là Kaido, chỉ có hai tướng đấy thôi. Còn đâu nếu con sàn biệt đoạn thì cũng không hot anh em, bởi vì nếu mà nói đặc biệt là tướng hot một khủng hay gì đấy thì chỉ có Luffy hoặc là Kaido. Ừ thì cái này cũng phải đợi thôi anh em. Không biết là như thế nào nhưng mà đành phải đợi thôi các bạn. Đấy, nhưng mà tôi có nguồn thông tin là như vậy. Mùng 1 tháng 6 anh em nhé, quốc tế thiếu nhi là chúng ta sẽ chào đón thêm một vị tướng nữa. Ok quét cho nhanh nhỉ các bạn. Cái meta mới về cái tàu đeo đeo trong tem này anh em đánh auto luôn. Nó nghĩ các bạn. Đấy, đánh auto luôn rồi nó nghĩ anh em. Quá đỉnh. Tuyệt vời. Tới nào, ăn quét cho xong anh em xem là chúng ta cũng có gì ngon không. Big Mom này. Thì BG Nami. Úi giời. Tuyệt vời anh em, cái meta đã đánh ok quá luôn. Quá êm. Hey, cái meta đánh êm thật sự đúng không ạ? Dễ chịu thật sự luôn. Ý. Trời. BG đâu nào? BG anh em. Chúc giờ BG này bắn phát nơi cho toàn được bạn. Bất mom. Gang BG. Auto win luôn anh em. Ok BG xong bắn phát nữa nhỉ. Hỗ trợ phát cho xong đi chứ ạ. Úi rồi, nghĩa là xong chỉ đẹp zero anh em. Nào, hồi máu phát. Rồi ok. Tiếp tục anh em, càng quét nào. Đợt này tôi không lấy được chế độ ban đêm luôn anh em. Đi map này không lấy được chế độ ban đêm luôn. Quét được ban ngày thôi anh em, đúng quét được ban ngày thôi này. Ok kìa. Bên người cầm meta các bạn, cầm đúng cái meta đánh như sướng tay các bạn, đánh nó quen sướng tay. Đổ qua team khác không khoái các bạn nhé. Đủ kiểu nó vậy. Ok BG không hỗ trợ được một phát luôn ạ. Tuy anh không hỗ trợ nhưng bắn một phát là chất lượng luôn anh em. Uy tín luôn. Đó, bắn phát uy tín luôn các bạn. Ok lại không hỗ trợ phát nào được thật nữa à. Úi giời ơi, không hỗ trợ được thật anh em, nhưng bắn phát nào thì uy tín phát đấy các bạn. Úi giời. Quá uy tín các bạn. Đậm chất gang BG anh em, bắn phát nào uy tín phát đấy luôn. Úi giời, BG. Hay quá BG ơi. Hay quá BG ơi. Úi giời ơi. Chốt. Tuyệt vời anh em, bắn liên tục luôn ạ, à. Liên thanh liên hoàn luôn. Quá ok các bạn.
bịt mồm lên. Kìa bây ghê rồi. Ừ. Nami. Bây ghê rồi, hỗ trợ nào. Ô kìa bây ghê. Bây ghê, người ta ulti liên tục kìa. Làm gì đi chứ. Rồi bê ghê đâu, ui ui đâu đấy, đâu đấy anh em. Ok bê ghê nhà mình đứng nhìn nè à? Cay nhờ, phải chi đây má 15 anh em, má 15 là khô máu luôn, nhưng mình tự cái má 14 các bạn vẫn chưa khô máu được. Tấn công nào, xem này xử nhanh rồi Big Mom. Úi rồi. Ok BG này hỗ trợ ít rồi. BG này hỗ trợ ít rồi anh em. Ok. Ok BG. Để vậy chứ. Rồi map của anh em. Sửa luôn, gọn gàng sạch sẽ. Ok. Đó, nói chung thì tuần mới này chị em chừng cũng khá là ngon. Trưa lại thì tôi sẽ cố gắng lên sớm một cái video đập thùng bia tương mới cho anh em. Ơi, giờ thì cũng hoàn tất nhiệm vụ anh em, ra check xem là chúng ta có quả cát gì ngon không. Mà thiếu thiếu giấy anh em. Ở video kết thúc đây anh em nhé, hẹn mọi người gần theo. Mình anh em ra theo video kênh tương tự đường phố rất nhiều. Anh em có vấn đề hoặc thắc mắc gì vui lòng comment video nhé, tôi sẽ tổng hợp và trả lời anh em video theo. Sở thi.